Chiều ngày 29 tháng 7 năm 2020, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã có cuộc họp báo thông tin chi tiết về vụ nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần chuyển phát nhanh GNN Express cướp gần 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Theo kết quả điều tra, năm 2018, công ty do Hoàng Ngọc, 42 tuổi, ở tại phường Lăng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, là tổng giám đốc, phá sản, nợ tiền của khách hàng nên Ngọc đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để trả nợ và có tiền chi tiêu. Khoảng tháng 4 năm 2020, qua mạng xã hội, Ngọc mua một khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao và một hộp 50 viên đạn với giá 12 triệu đồng. Đến tháng 7 năm 2020, Ngọc dùng hộp sữa, hộp phấn cuốn băng dính đen để làm mìn giả và mua áo chống nắng, kính, khẩu trang, găng tay để đi cướp. Sau đó Ngọc hẹn gặp Phùng Hữu Mạnh, 23 tuổi ở phường Lãng Hạ, quận Đống Đa và cho Mạnh xem súng mìn rồi thống nhất kế hoạch cướp ngân hàng BIDV. Khẩu súng gồm có 13 viên đạn. Bọn em có lên kế hoạch, anh Ngọc có lên kế hoạch là một viên đầu sẽ dùng để bắn công an phường, viên thứ hai sẽ dùng để bắn khách hàng đến lấy ra khách hàng đến giao dịch. Trong quá trình bàn bạc thì em có không đồng ý với cái việc làm của anh Ngọc là việc bắn công an phường và em có xảy ra cái tranh cãi với anh ấy. Thì cả hai đi đến một quyết định chung, đó là sẽ không bắn bất kỳ ai cả. Nhưng mà nếu trong trường hợp công an phường hoặc hành khách hoặc khách tiến tới thì anh Ngọc bắt buộc phải nổ súng. Sau đó bọn em lên kế hoạch và thực hiện. 10 giờ sáng thì bọn em và Ngọc có mặt tại ngân hàng BIDV. Khi em bước vào thì em thấy anh công an phường định ở đấy, thì định la ôm em. Thì lúc đấy em có ẩn anh công an phường ngồi xuống và ngồi im. Thì thực ra lúc đó nếu mà đúng như kế hoạch mà theo như anh Ngọc nói thì anh công an phường là đi bắn luôn. Vào lúc gần 10 giờ ngày 27 tháng 7, hai nghi phạm này đi bộ đến ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Lăng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Vừa bước vào trong, Ngọc cầm súng hô lớn cướp đây, còn Mạnh cầm túi màu đen hô tất cả ngồi im. Thời điểm này, tại tầng 1 phòng giao dịch có 10 nhân viên của ngân hàng BIDV và một chiến sĩ công an được giao nhiệm vụ bảo vệ. Phát hiện có cướp, đồng chí công an tiến lại gần Ngọc thì Ngọc bắn một phát lên trần nhà. Mạnh vứt túi đen xuống sàn và đe dọa là thuốc nổ. Sau đó Ngọc đi vào các quầy giao dịch lấy tiền ném ra cho Mạnh nhặt nhét vào túi. Tổng số tiền hai đối tượng cướp được khoảng 942 triệu đồng. Sau khi cướp được tiền, hai nghi phạm ra ngoài cửa ngân hàng dùng súng đe dọa cướp xe máy của một người dân rồi bỏ chạy theo hướng đường Nguyên Hồng, Trúc Khê, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long.